Vâng, một tinh thần quả cảm, một ý chí quật cường. Đây là trận đấu giao hữu trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế giữa hai đội Real Tomama và FC Kizuna. Vâng, các cầu thủ. Lỗi quý vị và các bạn đang quan sát các cầu thủ Real Tomama bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn hình và FC Kizuna bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Có thể nói ngoài trận đấu thì đây cũng là hai ông lớn trong ngành bất động sản của người Việt tại Nhật. Nên một trận đấu ngày hôm nay kèm theo rất nhiều ý nghĩa, những tinh thần và những ý chí của các cầu thủ hy vọng sẽ phát huy hết tài năng trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng làm chân to lắm. À, nỗ lực của Quý Dương. Văn Hiền. Minh Phương. À xin lỗi là Minh Phương. Chúc Bin dành cho Kizuna. Kizuna hiện đang có 4 điểm trong tay sau hai trận. Một điểm thôi. Lúc nãy thắng Wai Ba. Kizuna cũng đang có một điểm trong tay. Vừa cầm hòa với FC Tín Phát tỷ số 1-1. Tương tự Kizuna cũng là Real Tomama cũng đang có một điểm sau pha cầm hòa 2-2 với FC Tín Phát. Kéo người ra anh ơi. Đã có lỗi. Văn Trang đã phạm lỗi. Hai đội này rất thủ tục. Sao đấy? Nó vào hết rồi. Còn còn trong á? Không thấy ba loại. Chắc là thua hai trận này. Đây là đội chứ. Đây là đội chứ. Đây là thua trận. Đội VV à. CV Việt Sức Em. Cái nào bây giờ đội lặng mạnh hết á mà trận này ai thắng là vào trong nhỉ? Bật góc dành cho Real Tomama. Văn Trang là người thực hiện xuất phát. Đổ vào. Quý Dương. Văn Kính. Đình Kính. Đăng ký khỏi bắn. Ok anh. Hạt chế. Quý Dương. Đình Kính. Xuất ra anh. Xuất ra. Trời ơi. Có lẽ trời nắng nên Đình Kính đã nhìn nhầm cầu gôn. Thích Quốc. Bóng đá chạm tay thủ môn Minh Tân. Phạt góc dành cho FC Kizuna. Vâng, ngoài tính chất là giao hữu danh dự của các đội bóng nên các đội luôn tỏ ra khá căng thẳng. Văn Trang. Xin lỗi là Đình Kính một pha qua người. Bóng rất có ý đồ của Đình Kính thế nhưng đúng rồi. Không có cầu thủ đứng trong khoảng trống vừa rồi. Minh Phương. Văn Trang nỗ lực. Quý Dương. Đình Kính. Không được. Duy Hoàng. Quý Dương. Văn Trang. Pha phối hợp rất nhịp nhàng. Nói từ đầu đến giờ đây. Thế Quốc là người thực hiện sút in. Đưa bóng vào. Không được. Cái gì quay. Cái gì quay. Quả này yếu rồi.
kiểu sắp hết pin ấy. Ôi giời, mà cái như không biết. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Gizna. Văn Trang và nỗ lực lấy bóng của Văn Trang vẫn chưa được. Cầu thủ áo số 10 bên Gizna có kỹ thuật khá tốt. Và lấy bóng rất nỗ lực của Đình Kính, phản hồi Đình Kính, chuyển bóng lên và chuyển bóng vào đúng tầm của thủ môn bên Kizuna. Sút pin dành cho Real Tuma, đổ vào rất tiếc. Lưu Hoàng chưa thể đón được đường bóng vừa rồi của Thế Quốc. Một lời cảnh báo của các cầu thủ Real Tuma gửi cho Kizuna. Thế Quốc, Văn Trang, Đình Kính, Văn Trang, Quý Dương, Duy Hoàng. Spin dành cho Kizuna. Duy Hoàng. Trời ơi chuyền. Không được. Chạy hết sức lực bạn ơi. Coi nữa chạy sắp tan hết bạn ơi. Kinh thật. Bắt người kia ra cơ. Phản công. Phản công. Công dành cho Kizuna. Minh Phương. Hoàn hồn Minh Phương. Một pha nỗ lực lấy bóng rất xuất sắc của Minh Phương. Sút vào. Và sút bóng khá căng và sệt của Thế Quốc. Minh Phương, Quý Dương, Đình Kính. Tốt thôi, tốt. Hình cổ động nhé. Cho anh bảo tùng lại cầm mô đi. Anh chạy cái gì rồi tay cầm. Vân Anh ơi, Vân Anh. Ôi cầm mô của anh. Bạn em à? Người Minh Phương. À người Minh Phương à? Này mới biết. Cầm mô này, cầm mô cả mô đứng trong mắt. Thế ít đây mới mới đi à? Ôi đứng đứng trong bên kia. Mới mới đi à? Đi mấy lần bạn ấy bạn cầm cao cao lên. Tôi mới mát. Từ từ. Phạt góc dài à, xin lỗi là phạt pin dành cho Real Madrid ạ. Không được. Một tình huống xuất phạt không được theo ý muốn của Thế Quốc. Nỗ lực bắt bóng của Minh Tân. Quý Dương. Tốt. Đình Kinh. Vẫn là Đình Kinh. Thế Quốc đưa bóng vào. Rất nguy hiểm. Nhưng tầm bóng bay là hơi cao. Quay, quay số 4 này. Quay số 4 đừng quay gì này. Tối về đập chạy đâu. Bóng bóng, đá bóng vào. Đình Kinh, không được. Thôi rồi. Đã có lỗi. Bạn đi rơi cao cao đi, bạn đứng là gần đây thôi. Chưa anh, chút nào hết đảm bảo. 7 phút nữa cơ anh, 18 phút cơ mà. Đúng. Em bấm 18 phút rồi. Lê đã có lỗi. Duy Hoàng đã phạm lỗi. Cả người không bóng ơi, phạt ơi. Thôi. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Kizuna.
Thì trận mang tính chất hơi căng. Nói chung là đội nào thắng thì bán được nhiều nhà. Tôi đang bài tội đấy. Vì phim ấy thì 5 thắng rồi. Bình Phương Thế Quốc tục mỗi phương. Đình Kính phản công không được, một pha băng lên truyền vào rất có ý đồ của Đình Kính. Mỡ lên lão rồi. Hay nhờ bà hóng tí nhờ. Đình Kính, Quý Thương, Duy Hoàng bắn đầu hàng ơi. Không được. Có lẽ đã không có góc dành cho Real Madrid mà. Chắc chân. Thì Zidane phản công. Không được. Đổi người. Đây, thay người. Không đá có tín hiệu thay người. Ok chưa? Mày, mày nó chè. Mát tạm thời. Vâng, chào chúng tôi quan sát được thời tiết tại sân Tô Đa ngày hôm nay đang là 38 độ. Trời nắng khá gắt. Độ ấm là 70%, phần nào đó ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực của các cầu thủ. Quý Dương. Bóng vẫn trong chân của Quý Dương. Thế Quốc. Sau là phải xuống người đi thấy đinh của bạn. Đình Kính. Vâng, một pha qua người rất kẹo. Không được. Ok. Anh thay người. Vâng, trọng tài đang nhắc nhở cầu thủ bên Kizuna tham gia ký hiệu thay giày. Không đội chúng mày bỏ uống Asahi bạc không đồng ý đâu. À vàng. Không biết là trước đâu, đá phải cẩn thận. Bấm sau này chúng mày. Ok. Vừa rồi là một pha phản công không được nguy hiểm của các cầu thủ bên Kizuna. Vâng, tần suất trận đấu diễn ra không được nhanh. Đấy, có lẽ thể lực của các cầu thủ đã khá mệt do thời tiết nắng nóng cộng thêm độ ấm khá cao. Mặt trăng. Minh Phương. Đình Kính. Không được. Nguy hiểm. Tình huống nguy hiểm. Rất may. Xong rồi đã qua đi. Một pha tình huống khá nguy hiểm. Văn Trang. Duy Hoàng. Không được. Một pha vẫy chân mang ngoài của Duy Hoàng. Thế nhưng bóng bay đúng vào tầm với của thủ môn bên phía Kizuna. Ông đến cũng là ông nắng nhẹ thôi. Không đá cũng vào cũng thức chạm. Không nhẹ. Văn Trang. Bình Phương. Thế Quốc. Sút vào. Vâng, một bàn thắng cộng thêm một cái ăn mừng với một cái đau lạnh của Đình Kính. Alo Đình Kính. Nhớ ghi số. Ở ngoài em Tân Anh ở ngoài nữa nha. Vâng, một bàn thắng kèm theo đó là một tinh thần. Một tinh thần bất diệt. Hà Nội, Đình Kính và các cầu thủ Kizuna. À xin lỗi là Real Thomas. Là trận bạn đây, khúc thở.
Quý Dương. Minh Phương. Giật mạnh. Quý Dương. Văn Trang. Minh Phương. Bật bóng rồi. Nguy hiểm. Giật mạnh. Rất may là Minh Phương đã lùi về bọc lót cho thủ môn Minh Tân. Cầu thủ Minh Phương nổi tiếng cho Minh Phương vào. Không ai bê mất người yêu của em đi đâu, yên tâm. Không, này chân kiểu nhiều lúc chỗ này cái này còn nóng hơn đấy. Giờ mày đang đi giày rất nóng nha. Đi biết. Bắt chặn. Không được rồi. Thế Quốc. Lùi lại. Bắt xạ. Không được. Đi kính. Đưa bóng vào. Quý Dương băng lên. Bắt chặn. Đi kính. Không được. Thế Quốc. Quý Dương rất hay. Một pha đội bóng kịp thời của Quý Dương. Đình Kinh. Thế Quốc. Các cầu thủ Quý Dương đã phản công. Xuất xa. Rất may. Sau những pha bắt lỗi trước trận đấu gặp FC Tim Pháp vừa rồi thì có lẽ cựu cầu thủ Quý Dương, một cựu cầu thủ với gia đình nhỏ con, mong phong cách. Vâng, sau bàn thắng vừa rồi có lẽ là tinh thần không những có các cầu thủ và mà có các cổ động viên ngày hôm nay khá là hưng phấn. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Minh Phương. Thế Quốc. Đi bàn ơi, hai bàn chưa bàn hết. Có anh ấy gì? Trường trường. Tiếp tục. Tiếp tục bàn đây, đứng lên bàn đây. Tại sao chưa nghỉ? Anh Thái. Hết đường rồi. Vâng, trọng tài Minh Thái người Việt Nam đã tới còi kết thúc trận đấu. Giao hữu giải đổi ra tôi gặp FC Kizuna. Tỷ số giữa hiệp đấu thứ nhất là 2-0 nghiêng về các cầu thủ áo đỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi trực tiếp của chúng tôi. Đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa. Ta đang căng thẳng. Còn nhiều thời gian chứ. Vâng, trọng tài đã tới còi bắt đầu hiệp 2 giữa hai đội FC Randoma gặp FC Kizuna. Chào anh. Không. Rồi kìa. À rồi. Thằng bầu kia mà kìa. Có thằng biên của bên rồi. Kìa kìa biên nghe rồi, biên nghe. Vâng, có lẽ đã có lỗi. FC Kizuna được hưởng một quả chút phạt. Rồi, 5 bước này. Xuất phạt. Không được, một pha xuất phạt rất có ý đồ của cầu thủ mang áo số 18 bên FC Kizuna. Thế nhưng pha cái bóng vừa rồi là bóng bay qua sang ngang. Bắt đầu. Vâng, một pha bay bắt bóng rất đẹp của thủ môn bên Kizuna.
Bây giờ càng vãi đây. Bóng vẫn ở trong chân các cầu thủ Kizuna. Phản ứng không được. Sút biên dành cho Kizuna. Các cầu thủ Kizuna phản công. Tiếp tục, tiếp tục. Phá đánh chặn vừa rồi là của Quý Dương. Quý Dương đường truyền là hơi sâu. Không chùm nào. Bóng đã hết phần sân. Tặng đấy. Nhớ hiểu không? Hiểu, em là nghĩ ăn. Ăn nhà là. Đấy, được em Thanh Hóa chứ. Ở đâu nghỉ ăn? Thế hả? Ừ. Anh hàng xóm nghe chứ anh không biết. Nghe giọng anh biết đâu. Thế Quốc. Không, chỉ cần đặt bóng là rồi. Không được. Phá qua người rất tốt của cầu thủ số 10 bên Kizuna. Rất may là bóng đã bay ra ngoài. Biến đổi. Đưa bóng vào trận đấu nhanh em ơi. Được rồi, tí bù ra 1 phút. Tiếp tục. Kizuna phản công. Nhắc nhở số 5 nhá, vào bóng nhá. Trọng tài biết. Trọng tài va. Phản hùng. Anh Thái để ý thằng đúng rồi, đá đi. Văn Trang. Đúng rồi. Subin dành cho Kizuna. Đặt bóng lại đá nhá. Đưa anh tặng rồi. Trọng tài đã bắt lỗi pin. Trọng tài là cha là mẹ nên các cầu thủ nên tuân thủ. Quy định đã là quy định. Thế Quốc. Đá đây. Bóng đã chạm tay của Văn Hùng. Rồi. Không có gì là đáng nguy hiểm. Sau cầu thủ ra hết sân như người việc vào nhá. Ôi con kia nó chạy đâu rồi. Nó thằng kia ra hết thì vào. Anh còn đấy. Anh nữa. Vâng, vốn dĩ là một tiền đạo anh về bắt côn nhưng có những đường truyền nó không được chuẩn xác. Đá qua góc. Phạt góc dành cho Real Tobaba. Thế Quốc. Văn Trang. Vẫn là Thế Quốc. Thêm một pha sút pin dành cho Real Tobama. Sút là rất căng. Mày đấy.
Bóng rơi trong chân các cầu thủ Kizuna. Nghi dòng lôi quãng, đứt quãng. Ai làm gì nó đâu mà. Con thay người ok chưa? Ok rồi đấy. Đình Kinh. Minh Phương rất tốt. Và đội bóng khống chế rất tốt của Minh Phương. Thế Quốc. Đội bóng vào. Không được. Thay người hôi gọi trọng tài nào. Thay người gọi trọng tài nào. Tiếp tục. Đang bóng sống. Các cầu thủ Kizuna phản công. Xuất xa. Rất tốt. Hoa Hồ Duy Hoàng. Một pha cắn phá. Rất tốt và đẹp mắt của Duy Hoàng. Ra ngoài sân đi. Có lẽ Minh Phương đã mệt, thay vào sân là Tuấn Anh. Vâng, có lẽ cầu thủ Đình Kizuna đã bị đau. Leo cái gai. Tháo bắt tay, không hai kẻ hai người dỗi. Tiếp tục. Bắt đầu, không được. Bôn kiểu sẵn lắm. Chạy vô người yêu nói sư đi. Đình Kinh. Không được. Một. À, vượt bóng rất tốt của Duy Hoàng. Các cầu thủ Kizuna phản công. Hà Nội Thế Quốc một pha đánh chặn rất xuất sắc. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Kizuna. Nào giảm nhiệt lại nào. Sorry. Một nhân tối bên phía Real thôi mà. Hay quá. Văn Hiên không được. Tiếp tục, tiếp tục. Và nỗ lực lấy bóng của Văn Hiên. Bên bên nào thì chỉ tay bên đấy em. Thay người đây. Liên tục là những sự thay đổi bên phía FC Real Madrid. Có lẽ thấy lực của các cầu thủ đã bị xuống sức. Đi vào đây Châu là phải xin ý kiến trọng tài cho đội ngũ. Tôi đứng đây đi. Đứng đây em Châu, em đứng sau ánh mặt trời có ý nghĩa gì? Ông Trung Anh. Trung Anh. Văn Trang. Liên tục là những tranh cãi, những tình huống cố định không được cố định giữa các cầu thủ. Tuấn Anh. Chạy đi, dẹp vào, chạy nhiều vào cho anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên kia bên nào thắng bia. Subin dành cho Kizuna. Bóng đã chạm tay cầu thủ áo số 7 bên phía Kizuna. Trung Anh không được. Văn Hiền Xuân Huy xuống nào và không được, bóng bay đúng vào tầm chắn của thủ môn bên phía Kizuna. Đâu ông này cháu bao giờ đi đâu hết, thề luôn ông này không bao giờ đi đâu không. Ừ, đúng rồi, quên ông này, ông đá đây từ mấy năm nay rồi. Ôm nó cả bóng Huy ơi, ôm nó cả bóng em. Nào thay người nè, ra tôi mà có thay người nè. Ra khỏi sân nhá. Thay người bên phía Real Toma, Xuân Tuấn là được người được tung vào sân thay cho Văn Trang. Vâng, Xuân Tuấn đã có cú chạm bóng đầu tiên sau lần vào sân. Không lên. Trung Anh phá đỡ khá một do đường bóng đi khá soi. Tiếp tục. Nhóm tiền anh nhỉ? Nhóm tiền. Subin dành cho Kizuna. Sút bóng. Quay bên kia. Chấp nhận đi. Trọng tài va xem lại không phải va, quay thôi. Đừng có cãi. Quay thôi. Va đây rồi. Trọng tài bắt hơi lỗi quá đấy. Tí về tối trọng tài xem lại xử lý sau. Bạn có bia, bạn có bia. Nhưng mà đang trong trận đấu, chẳng lẽ thì cãi. Vâng, những phút cuối giờ nên không khí trong trận đấu tỏ ra rất căng thẳng. FC Real Roma vẫn đang dẫn đầu với tỷ số là 2-0. Tuấn Anh, Thế Quốc không được và đội bóng không được tốt của Xuân Tuấn. Xuân Tuấn đã có bóng sút nào Tuấn Anh không được. Tình huống rất nỗ lực của Xuân Tuấn, thế nhưng anh chưa thể tung ra một cú sút về phía cầu thủ thủ môn của Kizuna. Vì đá mà lúc nãy dừng bây giờ. Vâng, thẻ dành cho Văn Hiền. Sao thẻ nhỉ? Câu giờ. Tôi tính hảo rồi. Xuân Huy có bóng rồi Huy ơi. Một pha có nỗ lực qua người thế nhưng không được. Chú Anh chú xa không được.
liên tục là những nỗ lực của Xuân Tuấn, thế nhưng không thể giành được bóng. Trong một phút cuối cùng của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía cầu thủ Real Tomama. Đội nước bên nhà mình máu máu chiến không biết được ngay bên kia rồi đấy, đánh nhỏ máu đấy. Dân văn phòng đã có lỗi. Cầu thủ bên phía Kizuna đã bị đau. Thường không những nhiệt độ ngoài trời lên cao mà nhiệt độ trong sân cỏ cũng rất cao. Xuất phạt dành cho FC Kizuna. Trung Anh không được. Sai lệch ý kiến rồi. Rồi trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội FC Kizuna gặp FC Real Tomama. Tỷ số hôm nay là 2-0 nghiêng về phía FC Real Tomama. Chúc mừng các cầu thủ Real Tomama tiến thẳng vào bán kết. Tinh thần cuột cường, ý chí quả cảm luôn thể hiện trong trận đấu giữa các đối thủ. Một lần nữa chúc mừng các cầu thủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi bình luận trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại sau trận đấu bán kết. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ta đang tăng tàng.